Ông Ma Ca Hiếp tha cho Đức Thích Ca dạy đạo, dạy cũng minh tâm kiến tánh, nhưng mà đổi lại kêu là tổ sư thiền, cũng một cái thiền đó, tức là kiến tánh thành Phật, nhận ra cái thấy cái nghe của mình, sống thẳng với cái thấy của nghe mình, đó là tổ sư thiền, đó là xuất thế gian Như Lai thượng thượng thiền, chứ không phải thiền đó ở đâu xa hết, cũng không dành cho các vị tổ, cũng không dành cho các vị Phật, mà dành cho tất cả chúng sanh. Mình nhận thẳng cái này, mình cũng thành Phật. Chư quý vị đồng đạo, hôm nay thì có mặt tại nhà chú Năm, thì chú Năm buổi thuyết giảng hôm nay những người đồng đạo xa và hỏi về cách tu hiền, của sự ăn ở của người bổn đạo tại gia. Rồi có vị đồng đạo hỏi: Phật pháp thiền na dốc thực hành, có đó là câu 1 không chú? Rồi nhà ông Năm giải dùm câu 1. Dạ. Dạ, thiền na. Kính thưa quý vị, vừa qua đồng đạo hỏi cái câu Phật pháp thiền na dốc thực hành. Cái câu này thì Đức Thầy tặng cho cái cô cò. Cái cô này hồi xưa đó thì cũng quy với Thầy, nhưng sau rồi qua ở bên Phật giáo Thống Nhất, rồi cuối cùng thì sa ngã luôn. Cho nên Thầy mới dùng cái bài này để khuyên cái cô này thức tỉnh. Rồi giờ để câu để tôi đọc cái bài thi này lại cho nó đủ rồi tôi giải luôn. Rài đã tu thân lánh bụi hồng, và đừng suy nghĩ chuyện minh nông, để tâm yên tịnh tầm chân lý, Phật pháp thiền na dốc thực hành. Cái mà tu á thì phải lánh bụi hồng, tức là đừng có ham muốn vật chất. Tất cả những vật chất trên đời này, danh lợi tình quy quyền phú quý, đều là bụi hồng. Cho nên rài đã tu thân lánh bụi hồng, tức là mình rời cái đó, trở về cái tâm rõ ràng biết, thì mình mới tu thành công đắc đạo được. Còn Phật pháp thiền na, chữ Phật là cái biết, là Phật tánh, chữ pháp là chánh pháp của Phật nói ra để dạy cho mình tu. Mà hai chữ thiền na, nó là tiếng Ấn Độ, nó là dịch tiếng Tàu, nó là tịnh lự, là dứt lo. Là đại ý nói cái biết của mình đó, buông hết tất cả, còn lại cái biết, không suy nghĩ, không lo lắng, không phân biệt, không hơn thua gì hết. Nhận ngay cái đó, thực hành ngay cái đó, thì chắc chắn thành công đắc đạo, đại ý là như vậy. Vậy ông Nam cho đồng đạo hỏi tiếp: Tổ sư thiền tu như thế nào? Cái danh từ tổ sư thiền đó, nó đúng nghĩa của nó đó, là khi mà Đức Phật đắc đạo rồi, gọi là xuất thế gian Như Lai thượng thượng thiền, là thiền tông kiến tánh. Ngài mới truyền lại cho người đầu tiên là ông Ma Ha Ca Diếp. Nó kể từ đó đó, ông Ma Ca Hiếp tha cho Đức Thích Ca dạy đạo, dạy cũng minh tâm kiến tánh, nhưng mà đổi lại kêu là tổ sư thiền, cũng một cái thiền đó, tức là kiến tánh thành Phật, nhận ra cái thấy cái nghe của mình, sống thẳng với cái thấy của nghe mình, đó là tổ sư thiền, đó là xuất thế gian Như Lai thượng thượng thiền, chứ không phải thiền đó ở đâu xa hết, cũng không dành cho các vị tổ, cũng không dành cho các vị Phật, mà dành cho tất cả chúng sanh. Mình nhận thẳng cái này, mình cũng thành Phật. Chứ đừng nói cái đó dành cho mấy ông tổ à, chứ tôi không được, không phải vậy. Tổ cũng cái này, mình cũng cái này, Phật cũng cái này, bình đẳng như nhau, không hơn không kém, mà đại ý là như vậy. Cái câu mà Như Lai thiền tu như thế nào là nó cũng muốn gần ăn như cái câu ở trên nãy rồi. Bây giờ bỏ qua câu này đi. Thôi bỏ qua cũng được. Bỏ qua câu này đi nghe. Tôi giải rồi, giải rồi. Rồi thế câu kế tiếp là: Một chánh định thiệt là rất khó. Đó câu kế tiếp. Giữ tấm lòng bất động như như. Hỏi tu như thế nào để cho tấm lòng bất động như như? Nhờ ông Năm giải giùm.
Cái đó là trong bát chánh đạo, một chánh định là chánh thứ 8. Một chánh định thật là rất khó. Tại sao phải khó? Là tại vì mình chưa kiến tánh, cho nên cái tâm mình thấy cảnh nó duyên theo, thấy cái gì nó chạy theo cái nấy. Bây giờ định nó lại là rất khó, phải vậy không? Nhưng mà bây giờ nếu khó phải làm sao? Giữ tấm lòng bất động như như. Cái này hiểu được cái chỗ này là dễ chứ không khó nữa nghe. Tấm lòng tức là nói cái tâm, cái biết. Thấy chỉ là thấy, bất động như như. Nghe chỉ là nghe, bất động như như. Tiếp xúc, lành dữ tốt xấu gì, cũng chỉ là biết thôi, không có khởi lên vọng niệm chạy theo ngoại cảnh. Như vậy là giữ tấm lòng bất động như như. Nó không phải khó. Bây giờ hiện giờ tôi đang biết nè, tôi đang thấy nè, tôi đang nghe nè. Thì tôi giữ cái biết, cái thấy, cái nghe tôi thôi. Tôi không chạy theo vật bị thấy, tôi không chạy theo tiếng bị nghe. Thì lúc nào cũng bất động như như. Đó, nếu được vậy rồi sao đó, cho hồn linh yên lặng an cư. Đó, cái biết của mình nó lặng lẽ, nó bình yên rồi, nó sáng suốt, nó chiếu soi tất cả vạn vật mà không bị vật nào trói buộc. Đó gọi là yên lặng an cư. Rồi thì sẽ được hồi nguyên phán bóng, trở lại ông Phật của mình. Hồi ban sơ mình ở thế giới Phật chứ đâu ở đây, bị lạc xuống đây nè. Bây giờ mình sống ngay cái tâm hồn yên lặng an cư, rồi trở về cõi Phật, không còn luân hồi sinh tử khổ đau nữa. Gọi là ngộ đạo, gọi là chứng đạo hay là đắc đạo, cũng là cái đó thôi, chứ không còn cái thứ hai. Kính thưa quý vị, đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc. Bây giờ đồng đạo hỏi kế tiếp, dứt trừ phiền não mà lại sao lại càng thêm bệnh? Dạ ông Nam giải cái câu đó là ở trong Lục Tổ Huệ Năng, nhưng mà cái người đồng đạo nhớ chừng thôi chứ nó không có rành. Dứt trừ phiền não càng thêm bệnh, diệt hẳn vô minh ấy giải tà. Thường thường ta tu thấp thì tu vậy là cao đó. Mình dứt trừ phiền não, diệt cái vô minh là ngon rồi phải không? Nhưng mà càng thêm bệnh thôi, không có giải thoát được. Phải nhận ra cái người đang biết phiền não, phải nhận ra cái người vô minh, thì đó là ngộ đạo. Còn theo phiền não dứt trừ, theo minh dứt trừ đều là sai lầm. Phiền não là vọng tưởng, làm sao dứt được? Vô minh là vọng tưởng, làm sao dứt được? Nó vốn là vọng tưởng. Mình nhận có vô minh, nhận dứt vô minh thì mình lầm là thiệt rồi. Còn giả đâu cần trương cung. Còn mình nhận có phiền não, trừ phiền não thì mình nhận phiền não là thiệt rồi. Bây giờ tôi nói phiền não không có, vô minh không có, khỏi trừ, khỏi giết gì hết. Như vậy đang giải thoát rồi. Cái lặng trang sáng rỡ này, nó không có phiền não, không có vô minh, khỏi dứt trừ ai, cũng khỏi diệt ai hết. Tôi như vậy là nó khỏe lắm, không tốn công mà kết quả. Còn diệt trừ trần ai, rốt cuộc phiền não cũng phiền não. Tôi như vậy không đến đâu. Rồi xin ông giải tiếp cho đồng đạo này hiểu. Đồng đạo này nói sao con hướng đến chân như cũng tâm lại còn tà. Cái câu đó cũng ở trong Pháp Bảo Đàn đó. Dứt trừ phiền não càng thêm bệnh, hướng đến chân như ấy dạy tà. Cái chỗ đó nhờ lão tỏ phần thông ý diệu, đục trong nào có tiếng bài ra. Đó, cái chỗ đó người ta muốn nói cái lý tuyệt vời. Nói phiền đó. Rồi giờ nói đục, nói trong thì nó cũng là giải tà hai bên chứ không phải thật. Mà cái người đang biết phiền não, cái người đang biết đục trong, cái người đang biết vô minh, cái người đó thoát ra vô minh luôn, vượt ra hai cái cặp phố thượng đối lại, hoàn toàn siêu liệt trên tam giới, không còn luân hồi sanh tử nữa. Nhận ra cái biết của mình, sống quật là hoàn toàn vượt hết phiền não, hết vô minh luôn. Tu như vậy khỏi cực khổ mà kết quả cao. Nó kêu bằng thượng sách. Thượng sách là không cực khổ mà thành Phật. Trung sách có làm có hưởng, nhưng mấy người làm từ thiện bắt cầu bắt đầu đó thì có phước. Hạ sách làm hoài không hưởng mà cứ làm danh lợi đạo cho đã rồi chết bỏ lại, người ta cũng làm ầm ầm vậy đó, có hạ sách. Tới câu tiếp. Tỳ thận thế duyên mà đồng đạo này hỏi nó sao lại còn vô quái ngại là như thế nào, nhờ ông Nam giải giùm. Cái tỳ thận thế duyên á thì nó vô quái ngại, tại vì đồng đạo chưa có thông lý nên phải khó giải quyết. Mình không tùy thuận, mình không thế duyên cho nên nó bị quái ngại. Con về tùy thuận thế duyên vô quái ngại. Bây giờ 100 người ta nói quấy, mình cũng không cãi nữa.
Mấy ông hiểu vậy, mấy ông nói vậy, tôi hiểu khác, tôi để tôi không nói với mấy ông kia, tôi cũng tùy thuận, cái nó không ngại tôi đi, không ai cãi tôi đi. Bây giờ trăm người ta nói cãi là mấy ông nói tầm bậy, mấy ông nói sai là ta cự mình liền, bị ngại liền. Cho nên mình tùy thuận, không có chỏi chống dai hết, là vô quá ngại, đi đâu đi tự do. Còn mình nói ông đó nói quấy, cái mình chỏi ông, mình phá ông thì coi chừng có ngại rồi, đi không được. Tu là vậy đó, cái có mới cản, hư không đâu có cản mình. Vạn vật đều hư không, những cái giả dối trên đời này hoàn toàn là hư không, thì mình đi lại không có cái ngại. Cái câu này hỏi niết bàn sanh tử nè, bằng không mà lại còn qua, mà qua đốm trên không, thì mình giải qua đốm trên không với niết bàn sanh tử là người ta hiểu rồi. Cái danh từ niết bàn đó là gì đối với sanh tử mới là niết bàn đó. Cho nên đó, cái người chấp sanh tử cũng trật, chấp niết bàn cũng kẹt luôn, hai cái đối đãi nào thì nó giống như nhau. Không có sanh tử sao lập được niết bàn, dựa vào sanh tử mà lập niết bàn thì lập niết bàn, niết bàn này cũng hư dối luôn đó. Cho nên mình qua lại hai bên đều dướng mắt hết. Rồi bây giờ cái qua vượt cái này nữa là phải làm sao? Cái biết. Tôi đang biết sanh tử nè, tôi đang biết niết bàn nè. Cái biết của tôi đâu phải sanh tử, tôi cũng đâu phải niết bàn. Sống thẳng với cái biết, thanh tịnh động loạn, niết bàn biết, sanh tử biết, vạn vật đều biết, không mê lầm. Ngay đó là ngộ đạo, ngay đó là hiểu đạo, ngay đó là chứng đạo, chứ khỏi cần tu pháp gì nữa hết. Một cái biết là xong. Các vị tổ người ta đưa lên ngón tay không nói một lời là cái chỗ đó. Đức Phật bước bảy bước đưa ngón tay chỉ trời, thiên địa, thiên thiên thượng, thiên hạ, di ngã độc tôn là cái biết đó, đó chứ không có cái nào khác hết. Rồi trời, chú sức khỏe chú cũng tốt ha. Được. Dạ. Vậy rồi cũng vui được rồi, cả tháng hôm nay lên nhà chú không biết bao nhiêu người mà thấy được người liễu đạo rồi. Tháng này con thấy có người họ Hậu Giang lên là liễu đạo chú rồi đó. Dạ, có lý rồi. Bài đó là để tượng trưng cho người được đạt được liễu đạo của chú. A Di Đà Phật, con á quý lại chỗ mẹ con, đặt con tên Liễu, ở nhà con là Liễu. Rồi cái con vô chùa được sư phụ con đặt con là Diệu Nhẫn. Bây giờ ông Nam đặt cho cô là Liễu Đạo. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật.